Do đắc trí này đối với tất cả Pháp không có sự nhiếp thọ, nghĩa là chẳng nhiếp thọ sắc, chẳng nhiếp thọ thọ tưởng hành thức, chẳng nhiếp thọ nhãn xứ, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng nhiếp thọ sắc xứ, chẳng nhiếp thọ thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nhiếp thọ nhãn giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng nhiếp thọ sắc giới, chẳng nhiếp thọ thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng nhiếp thọ nhãn thức giới, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng nhiếp thọ nhãn xúc, chẳng nhiếp thọ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng nhiếp thọ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng nhiếp thọ các thọ. Do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nhiếp thọ tất cả pháp thiện, pháp phi thiện, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp hữu tội, pháp vô tội. Cũng chẳng nhiếp thọ sở chứng là quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng nhiếp thọ vật thọ dụng trong tất cả cõi Phật, hữu tình trong ấy cũng không nhiếp thọ. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy trước chẳng nhiếp thọ tất cả Pháp, nên đối với tất cả Pháp không có sở đắc. Và vì các hữu tình mà tuyên thuyết rõ ràng rằng tất cả Pháp tánh không nhiếp thọ này thiện hiện như vậy đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa do tâm lực vô lậu lìa các tướng nên có thể ở trong tất cả pháp vô tướng vô giác vô đắc vô ảnh vô tác viên mãn bát nhã ba la mật đa cũng có thể viên mãn các công đức khác